Xin chào quý chú bác anh chị đến với kênh Trợ Dụng Cụ Đồ Nghề Nhật Bãi ha. Thì hôm nay em lên clip số 45 về dao bếp Nhật Bãi. Tất cả dao hôm nay đã vệ sinh và mài rồi, mài bén rồi ha. Thì quý anh chị chú bác mà có chốt hàng thì mình coi kỹ các mã trên clip. Ví dụ như hôm nay mã 45-1 thì ghi rõ dùm em là 45-1 ha, để cho tránh nhầm lẫn với clip khác. Thì nhắn tin chốt hàng hoặc là điện thoại cho em ha, điện thoại trực tiếp. Thì có hai hình thức giao dịch là chuyển khoản 5 bao ship và ship code thì giá ship là tầm 25.000. Thì đợt này ship nó cũng hơi khó khăn á, thì xem kỹ rồi chốt hàng dùm em nha. Đầu tiên em xin đi vào mã số 1 ha. Mã số 1 là một cây Nakiri. Nakiri cán gỗ chốt đồng. 3 lớp ha. Lưỡi sử dụng là 17.5 bản 5.2 và dày là 4 ly gần cá nè. Đây là cái đường lưỡi của nó. 3 lớp ha. Nhìn bề mặt dao rất là đẹp ha. Chữ. Có chữ trên cá luôn ha. Mã số 1. 320 ha. Rồi tiếp theo em đi mã số 2. Mã số 2 là một cây Nakiri Damascus. Thì chữ đây ha. Đây là phần ốp nè. Ốp Damascus rất là đẹp ha. Cán gỗ khô sừng ha, khô sừng dày. Lưỡi sử dụng là 16.5 bản 4.3 và dày là 3 ly gần cán ha. Cái đường lõi nó lên tới sóng dao luôn. Nó chỉ bị một phần nhẹ khúc này thôi ha. Nhìn kỹ cũng không thấy đâu. Đây. Nó nứt nhẹ thôi. Không có vấn đề gì đâu. Mã số 2, 550 ha. Một cây Damascus. Rất là bén ha. Tiếp theo em đi vô mã số 3. Mã số 3 là một cây Nakiri của hãng Kiza. Lưỡi sử dụng là 15.5 bản 5.5 và dày là 4 ly gần cán. Cán gỗ khô nhựa ha. Cái phần này đen đen chứ nó không phải là rỉ hay là rỗ sâu đâu ha. Đây là cái đường Hamon 3 lớp của nó nè. Kiza. Con này bạn 5.5 là còn nhiều ha. Rất là bén. Rồi mã số 3, 350. Tiếp theo em lên mã số 4 là một cây Nakiri của Hirotomo ha. Hãng này thì nó ngưng sản xuất rồi. Cái lớp của nó giống như là Nasiji nhưng mà nó Nasiji nhẹ thôi. Đó. Đây là cái đường lưỡi dao rất là đẹp không? Cán gỗ khô nhựa. Lưỡi sử dụng 16 bản 4.6 và dày là 3.5 ly gần cán. Mã số 4, một cây Nakiri Hirotomo 450. Tiếp theo lên mã số 5, 45-5 là một cây Nakiri 3 lớp ha. Cán gỗ còn nhựa. Lưỡi sử dụng là 14.5 bản 5 và dày là 4 ly gần cán ha. Chữ của nó đây ha.
Hình thức còn đẹp ha. Mã 45-5, 350 ha. Tiếp theo em lên mã 45-6 là một cây Kyoto thủ công. Cây này Kyoto. Lưỡi sử dụng là 15.5 bản 4.5 4.4 và dày là 4 ly gần cán ha. Cái đường lưỡi của nó đây ha. Cái này 3 lớp ha. Do em rửa bằng nước phèn nên là nó hơi bị vàng vàng. Chữ đây ha. Cái cán thì nó hơi bị hư rồi, về thì để nguyên xài cũng được, hay là về các anh chị chú bác thay cán cũng được, thay cán cho nó đẹp. Một cây Kyoto thủ công dài 15.5 á. Mã số 6 300 á. Tiếp theo em lên mã số 7 là một cây Santoku thủ công một lớp á. Chữ đây. Hình thức cây dao. Lưỡi sử dụng 16.5 bản 4.6 và dày là 3 ly gần cán. Mã số 7 300 nha. Tiếp theo lên mã số 8 là một cây Nakiri cán đúc. Khô đúc, đúc liền, cán gỗ, 3 lớp ha. Cây này hơi không có chữ. Chắc là chữ nó khắc laser mà nó bị bay rồi. 3 chốt, cán còn chắc chắn ha. Lưỡi sử dụng là 16.2 bản 3.9 và dày là 1.5 ly nguyên cây ha. Từ đầu này tới đầu này 1.5 ly rất là đầm tay ha. Lõi tới sống dao luôn. 3 lớp ha. Mã số 8 206. Tiếp theo lên mã số 7 là một cây Santoku 3 lớp lõi VG ha. 2 chốt cán gỗ. Lưỡi sử dụng là 13.5 bản 4 và dày là 1.5 ly. Chữ đây ha. Mã số 9 203. Một cây 3 lớp. Tiếp theo lên mã 10. Mã 10 là một cây Santoku 3 lớp lõi carbon nha. Lưỡi sử dụng là 16.5 bản 4.4 và dày là 1.5 ly. Chữ đây không? Cán gỗ 2 chốt, 3 chốt. Cán còn khít, không có bị hở. Mã số 10, 350 nha. Tiếp theo em lên mã số 11 là một cây Santoku một hình người của Đức á. Cán gỗ 3 chốt. Lưỡi sử dụng là 17.5 bản 4.3 và dày là 1.8 ly ha.
Cái này nhìn nó còn mới á. Mã số 11 một cây do Santoku Đức 190 năm. Tiếp theo em lên mã số 12 là một cây Santoku 3 lớp, cán gỗ 3 chốt á. Cán còn đẹp, lõi lưới xanh. Cây này nguyên bản bãi nó về là cái lưỡi giống như vậy luôn. Này em chỉ vệ sinh sơ và mài lại thôi. Chữ nhìn cái đường vân thép vẫn đẹp lắm. Lưỡi sử dụng 17 bản 4.7 và dày là 2 ly ha. Chữ chữ rất là thủ công, rất là đẹp. Mã số 12 giá 750 ha. Các em lên mã số 13, một cây Santoku khô đúc 3 chốt, cán còn đẹp không? Của Saka Ishito. Cây này thép carbon. Cây này chuyên để thái thịt sống, thịt bò, thịt heo thái mỏng. Thép carbon nên nó bén. Mã số 13 350 ha. Tiếp theo em lên mã số 14 là một cây Giotto, cán gỗ rất là đẹp. Cán gỗ hai màu nâu, màu nâu màu đen, nâu nâu đậm. Có logo hai con thỏ. Lưỡi sử dụng là 21.2 và bản 4.8, dày là 1.8 ly ha. Hình thức con dao đây. Thép carbon nên về anh chị nhớ bảo quản là mình rửa sạch, mình bôi dầu vô để cho nó đỡ rỉ ha. Thích hợp cho mình bán thịt ở ngoài chợ hoặc là quán ăn, nhà hàng. Chữ của nó rất là đẹp ha. Rồi mã số 14 400. Lưỡi dài 21.2 và bản là 4.8. Tiếp theo em lên mã số 20. Mã số 15 là một cây đề ba bự nha, đề ba lớn. Đề ba này cán gỗ khô nhựa. Lưỡi sử dụng là 30 bản 7.2 và dày là 4 ly gần cán á. Khô nhựa, cán còn đẹp không? Đây là cái đường lưỡi của nó, cái đường vân của nó xước xước á, nguyên con dao luôn. Hai lớp á, gồm đường thép cứng và đường thép mềm. Cái này bóng á, chứ nó không phải bóng. Lưỡi 30, dài 30 và bản là 7.2. Cái này chắc làm cá ngừ lớn, dành cho các anh chị ở vùng mình biển ha, mình có hay có cá lớn, cá đi tàu lớn về. Rất là bé này, em mài kỹ lắm mày. Rồi mã số 15 giá 1.1.000 á. Cây này chuyển khoản năm bao ship á. Tiếp theo em lên mã số 16 là một cây Giotto. Còn tem 2 chốt. Lưỡi sử dụng là 20.8 bản 4.4 và dày là 2 ly. Mấy cây carbon này thì về mấy anh chị chú bác thì mình vệ sinh sạch sẽ đi rồi mình nhúng
nhúng vô coca để mình tạo cái lớp kháng thị cho nó, tạo cái màu nó thâm thâm đen đen, cái màu nó xám xám nhìn đẹp hơn. Chữ đây ha. Lưỡi 20.8 bản 4.4. Cái này thích hợp cho mình thái thịt sống. Mã 16 380. Tiếp theo lên mã 17 là một cây Santoku 3 lớp, cán gỗ 3 chốt đó. Cán còn đẹp. Lưỡi sử dụng 16.5 bản 4.4 và dày là 1.5 ly. Chữ đây. Chữ thủ công. Mã 17 350. Tiếp theo em lên mã số 18. Mã số 18 là một Kyoto thép này. Mài thép là rất là cứng. Chữ thì nó gần như là chữ Masamoto nhưng mà chữ này không phải. Này thì do là mình để ở bãi xong bắt đầu họ quấn giấy báo. Ôi dạ. Quấn giấy báo vô thì nó bị nước mưa cái nó dính vô ha. Thì nó bị rỉ rỉ chỗ này, nhưng mà anh chị về nhà mình tạo cái lớp patina. Lưỡi sử dụng là 20.8 bản 4.2 và dày 2 ly ha. Con này rất là bén. Cán gỗ 2 chốt ha. Về với anh chị xử lý để tạo cái lớp kháng nghị ha. Rất là bén. Mã 18.500 ha. Tiếp theo em lên mã số 19 là một cây Yoto. Yoto lưỡi sử dụng là 19.2 bản 3.3 và dày là 1.5 ly. Con này là hai chốt. Cán gỗ còn đẹp ha, cán rất là đẹp luôn nè. Khít không có bị hở nha. Khô đúc thép Thụy Điển ha. Đây có chữ K2121 thép Thụy Điển đây. Cái này còn rất là đẹp không? Này do cái vết tay em mới định đụng vô nè. Thép Thụy Điển. Bề mặt hình sáng đẹp không? Mã 19 350. Rất là bén không? Mã số 20 là một cây Santoku. Lưỡi sử dụng là 16.4 bản 4.1 và dày là 2.2 ly. Chữ đây. Cây này 3 lớp á. Cán gỗ à, cán gỗ mà còn phân ra làm hai màu nữa. Đây là cái cán phần bên này. Cây này rất đặc biệt nha. Cái này là cái phần này lớp là thép. Giống như là nguyên một miếng thép mà họ ghép vô luôn đó. Ba chốt của Kikuichi. Ba lớp rất là đẹp, nhìn cái sớ dao rất là đẹp không? Dày 2.2 ly rất là dày ha. Rồi mã số 20-400. Cái này nhìn rất là đẹp. Từ cán này đến lưỡi da. Đó hết rồi, không quay. Tiếp theo em lên mã số 21 là một cây Santoku vân búa. Cán gỗ 2 chốt đồng. Lưỡi sử dụng là 16.3 bản 4 và dày là 2.5 ly. Cái đường vân búa này rất là đẹp nè. Đường lưỡi cũng rất là đẹp đó.
Dày 2.5 ly gần cán ạ. Lõi tươi sống dao luôn. Chữ đây ha. Cây này có bị một lỗi nhỏ là chỗ này nó bị mất một miếng gỗ rồi. Thì các anh chị chú bác để vậy mình xài cũng được, là mình về mình làm cán mới hoặc mình dán keo cho đầy chỗ này rồi mình sử dụng thôi, không ảnh hưởng gì ha. Lưỡi sử dụng là 16.3, bản là 4 cm. Dao rất là bén ha. Rồi mã số 21 giá 400 ạ. Tiếp theo em xin lên mã số 22. 22 là một cây Santoku khô đúc rời 3 chốt ha, cán gỗ. Cái này lõi VG ha. Lõi carbon ha. Lưỡi sử dụng là 16.7, bản 4.2 và dày là 1.5 ly ha. Chữ đây. Cán dao rất là đẹp lắm. Còn tem mát. Mã số 22 307. Ok, Santoku 3 lớp. Lên mã số 23. 23 là một cây Kyoto. Cây này có dáng hình giống như con cá. Nó hơi cong cái đầu. Hơi cong cái đầu là lên một tí. Cán làm theo cái tay cầm ngón tay luôn. Hai chút. Lưỡi sử dụng 16.5, bản 4.5 và dày là 2 ly. Mã số 23. 400. Tiếp theo lên mã 24 là một cây Santoku thép xanh thủ công. Chữ. Cán gỗ khô nhựa. Lưỡi sử dụng 16.3, bản 4.2 và dày là 2.5 ly gần cán nè. Cái này lõi 3 lớp lõi thép xanh. Một cái Santoku thủ công. Mã 24 600. Tiếp theo lên mã số 25. 25 là một cây Sashimi 2 lớp. 2 lớp thép đường lưỡi rất là đẹp không? Chữ thủ công. Cán gỗ khô nhựa. Lưỡi sử dụng là 20.2, bản 2.8 và dày là 3.2 ly gần cán. Cây này hình thức còn cũng còn mới. Dài 20.2, dày 3 ly, 3.2 ly gần cán. Cây này về thái sashimi. Rồi mã 25 402. Tiếp theo em lên mã 26 là một cây Kiritsuke. Lưỡi sử dụng là 16.8, bản 3.7 và dày là 3.5 ly gần cán. Cái đường vân lưỡi rất là đẹp. Chữ này là hãng gì cũng nổi tiếng lắm mà em quên rồi. Thép rất là đặc biệt ha. Mài nó là bén và cứng. Này là khâu sừng á. Dạ, cái này là khâu sừng.
Gỗ này thì cũng đặc biệt hơn các loại cán khác. Chỗ cái tang này thì làm giống như là tang của hãng Takeda vậy đó. Tang nó ghép như vậy. Tang cũng rất đặc biệt. Thì thường thường em thấy Takeda mới làm cái cán mà chỗ này ghép như vậy thôi. Lưỡi 16.8 bản 3.7 và dày 3.5 ly gần cán á. Mã 26, 650. Chuyển khoản em bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 27 là một cây Usuba đầu vuông. Cây này mình để mình tỉa hoa, tỉa củ cải cà rốt đi. Lạng mỏng. Này dùng cho đồ bếp. Cán gỗ khô sừng, sừng dày ha. Nó chỉ bị nứt một ít, chỗ này mình về mình dán keo lại là mình sử dụng được rồi. Khô sừng vàng, khô sừng đây rất là dày. Lưỡi sử dụng là 15.5 bản 4.6 và dày là 4.2 ly. Cái này hai lớp, lớp thép cứng và lớp thép mềm. Chữ rất là đẹp ha. Nhìn tổng thể con da thì còn rất là mới. Dày 4.2 ly gần cán rồi. 4.2 ly ra mũi cũng còn rất là dày. Hai lớp thép. Cái này rất là nặng, cầm rất là đầm tay luôn. Lưỡi sử dụng là 15.5 bản 4.6 và dày 4.2 ly gần cán. Cán gỗ khô sừng á, khô sừng nhất chút. Mã số 27700. Tiếp theo em lên mã số 28 là một cây đề 3 mini. Cán gỗ khô sừng của Hirotomo. Đây là cái tem Hirotomo này. Cán gỗ khô sừng rất là dày ha. Đừng lỗi vào nó. Lưỡi sử dụng 12 bản 4.1 và dày là 6 ly. Rồi mã số 28 giá 650. Một cây đề 3 mini khô sừng của Hirotomo. Hirotomo thì hãng này nó ngưng sản xuất rồi. Tiếp theo em lên mã số 29 là một cây đề 3 khô sừng. Đây là cán khô sừng. Lưỡi sử dụng 16.5 bản 5 và dày là 7 ly. Hình thức con dao. Cán gỗ khô sừng thép giấy trắng. Mã 29 giá 700, rất là bén luôn. Tiếp theo em lên mã 30. 30 là một cây đề 3 hai mặt. Đề 3 hai mặt, lưỡi sử dụng là 15 bản 5 và dày 10 ly. 10 ly gần cán. Cán gỗ khô nhựa 10 ly gần cán. Tổng thể con dao
Thì cây này nó có chữ ở chỗ này nhưng mà nó bị mờ. Đây chữ đây. Rồi mã số 30 giá 740. 740 chuyển khoản em bao ship. Thì em vừa lên là 30 mã giao thì anh chị các chú bác chốt mã nào thì mình nhắn tin điện thoại và số điện thoại em để trên lên đề ha. Em xin cảm ơn.